Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không vợ? Có ai ở nhà không? Bà mụ ơi, bà mụ ơi, bà mụ. Anh kiếm ai? Dạ chị ơi, chị cho tôi hỏi, đây có phải nhà của bà Năm Mụ không? Đúng rồi, nhưng mà má tôi đi đỡ đẻ ở làng bên vẫn chưa về nữa. Trời đất ơi, sao hôm nay đỡ đẻ nhiều vậy? Bên làng tôi cũng có mấy bà mụ á, mà bận hết trơn rồi nên tôi mới qua đây á. Nhà anh có người chuyển dạ sao? Dạ là bà chủ của tôi. Chị ơi, làng này còn ai đỡ đẻ nữa không chị? Không có. Chết rồi, bây giờ biết làm sao đây. Nếu không tìm được bà mụ á, chắc tôi không dám quay về Tô Gia Trang. Tô Gia Trang? Anh là người của Tô Gia Trang sao? Dạ đúng rồi, Tô phu nhân đang chuyển dạ nên mới kêu tôi qua đây mời bà mụ nè. Bây giờ biết đi đâu tìm bà mụ đi trời. Sao tôi dám về đây? Trời ơi, chết rồi, phen này bà chủ có chuyện gì chắc tôi khó sống quá. Có phải là trời xui đất khiến dẫn lối cho gia nhân nhà họ Tô đến đây tìm mình không? Tại sao lại trùng hợp tới như vậy? Âu cũng là cơ hội để mình trả thù tên khốn kiếp đó. Hắn đã giết chết con của mình thì bây giờ đứa con của hắn cũng không thể sống. Nhưng mà chị ơi, chị làm ơn á, cho tôi hỏi, ở gần đây còn bà mụ nào nữa không chị? Nếu mà không có bà mụ, chắc bà chủ tôi gặp nguy hiểm á chị. Tôi có thể giúp được anh, tôi có thể đỡ đẻ được mà. Chị có thể đỡ đẻ được hả? Được chứ, tôi cũng hay theo phụ má tôi đỡ đẻ mấy lần, cho nên tôi cũng đã biết cách đỡ đẻ. Dạ. Anh yên tâm đi. Tốt rồi. Anh chờ tôi một chút nha, rồi anh dẫn tôi về Tô Gia Trang. Vậy thì tốt quá, chị vô sửa soạn đi rồi theo tôi. Nhanh đi chị. Tôi xong rồi đây. Đi thôi chị. Cô ở đây nè, cô đi nhanh giùm tôi đi cô. Dạ. Vô đi cô, lẹ lẹ đi cô. Ơi, bà mụ sắp tới rồi, ráng chờ xíu nha Tiểu Thư ơi. Trời ơi, sao mấy đứa này nó lâu dữ vậy không biết nữa. Ráng lên, ráng một chút nữa nha Tiểu Thư. Ráng lên Tiểu Thư ơi, cố chịu đựng đi Tiểu Thư. Bà mụ sắp tới rồi, ráng lên, ráng lên. Bà Vàng ơi, bà mụ tới rồi nè. Tiểu Thư đợi con xíu, con ra con dắt bà mụ vô liền. Bà mụ nhanh lên, nhanh lên. Bà mụ ơi, nhanh lên, vô đây, vô đây, nhanh lên, nhanh lên, lẹ lên. Tiểu Thư ơi, Tiểu Thư, bà mụ tới rồi nè Tiểu Thư ơi. Tiểu Thư, Tiểu Thư ơi. Cô, trời ơi, Tiểu Thư tôi đau lắm nè, cô qua coi coi sao. Dạ dạ dạ. Đứa bé sắp ra đời rồi, mau đi nấu cho tôi nồi nước nóng. Dạ rồi, dạ rồi. Lấy cái khăn nữa nha. Dạ dạ. Cố lên, làm theo lời tôi. Cô hít thật sâu rồi rặn thật mạnh. Rắn lên nha phu nhân. Một, hai, ba, rắn. Rắn thêm một lần nữa đi phu nhân. Rắn đi, rắn đi, sắp ra rồi. Nó sắp ra rồi. Phu nhân rắn lên. Phu nhân hít một hơi thật dài rồi rặn thật mạnh. Một lần nữa thôi, rắn lên nha. Một, hai, ba, rắn. Thêm một lần nữa nha. Sắp ra rồi. Một lần nữa. Rắn lên, rắn lên, rắn lên. Rắn thiệt là mạnh. Một, hai, ba, rắn.
Ráng lên.